Xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ hai bộ chế xe bán hàng nhé. Đây là hai bộ hai cấu hình loại lớn và loại vừa, loại một loại cầu dài 1,5 m, phanh cơ, và một loại 1,3 m phanh đĩa. Cái loại 1,3 m này thì đây là nói ở trong bộ này thôi, chứ nhà bên nhà mình sẽ có từ cỡ 1,5 m trở lại nha, 1,5 m là lắp bánh lên 1,6 m. Còn cầu lớn thì sẽ có từ 1,6 m lắp bánh lên 1,7 m, ngắn đến 90 cm nhé. Nói chung là xe chở hàng thì thường là chiều rộng lớn chứ không có hàng nhỏ. Đây là có nhíp, nhíp 6 lá này. Nhíp 6 lá dài 70, phụ kiện rất là đầy đủ. Cầu trước này, đi kèm là một ghế nhé, một ghế trượt gập này. Bánh 500-12. Hệ thống lái này, đũa phanh này. Đấy. Đây cái cầu này là 1500W và 2000W. Cầu bé này là 1500W. Trong hai cái bộ này ấy, thì nếu các bạn chở hàng trên 1 tấn ấy, thì các bạn lấy cái bộ cầu to như này. Còn nếu các bạn chở hàng khoảng dưới 1 tấn thì lấy cái cầu phanh đĩa này cũng được. Đấy. Nói chung là quãng đường đi ít ấy, thì khoảng 1 tấn đổ lại ấy, thì dùng phanh đĩa là được rồi. Nói chung xe bán hàng rong thì cũng không phải là xe hàng nặng lắm, chủ yếu cái xác xe và đồ đạc thôi, chuyên chở hàng thì ít. Bánh 500-12. Cầu nào, động cơ nào thì sẽ đi với điều khiển đó. Phụ kiện cơ bản là như vậy. Còn các bạn cần lấy thêm phụ kiện như dây điện các thứ ấy, thì mình sẽ quay thêm video đấy cho các bạn xem. Đây, nếu như các bạn cần hệ thống điện đóm đầy đủ thì mua thêm bộ dây điện hạ nguồn súng 12V, đèn pha. Đây là tổng thể của một bộ cụm công tắc đầy đủ hệ thống điện các bạn. Là của cái bộ xe 4 bánh đấy. Còn không thì mua một bộ cơ bản như bên kia là được. Hốp nhựa này, vô lăng này, cầu trước là loại chưa hàn này, khách về hàn chiều dài theo cầu sau này. Tất cả nếu mà mua theo hệ thống dây điện thì sẽ đấu sẵn cho khách hàng. Mọi chi tiết liên hệ 0983818955. Giá thành sản phẩm xin vui lòng chat qua Zalo các bạn nhé.